các bạn đi ra vườn với mình nhé. À, cây nectarine ăn với bấm đường nè. À, năm nay trồng lần năm thứ hai rồi có trái, chắc sang năm mà nhiều hơn nữa. À, một nhánh chút xíu nè ha, trái quá trời nè. Để nó nặng quá nó gãy cành. Đây là cây chanh của nhà mình nè, rất là sai trái các bạn ha. Quá trời trái luôn, nó nặng quá. Mà lấy cái hàng chống lên chứ vậy. Wow, cái trái này gì gì mà dễ thương quá. Nhỏ nhỏ tròn quay mà cái bông vàng rất là bự ha. Đây thì một trái nữa đây nè. À, thật ra mình cũng không biết mình trồng cái cây gì nữa. Cái này là nó tự lên đó các bạn. Rồi mình thấy nó khỏe, nó lớn á, cái mình lấy nó ra. À, mình trồng nó xuống cái planter đó, bông quá trời các bạn thấy không? Rất là đẹp, mình nhìn cái bông mình thấy thương gì đâu á. À, mà mình hy vọng nó là trái pumpkin ha các bạn. Nó tròn tròn vậy á. Để mình có pumpkin mình nấu cách ăn. Đó, gần đây là vàng di chuột của mình đó các bạn. À, có được mấy trái cũng lớn rồi. À, một chút nữa chắc mình cũng cắt nha. À, các bạn thấy không, họ bông quá trời bông ha, trái bắt đầu nó cũng bắt đầu nó tụ rồi đó. À, thấy cũng nhìn dễ thương mê ha các bạn ha. Còn đây là cây ớt chị Thiên á. Trời ơi, rất là cay các bạn ơi, ngon lắm. Ớt này là không chê đâu được, vừa cay mà vừa thơm nữa. À, mình mê lắm nè, mình thương lắm, mình trồng được mấy năm rồi đó. Cây cà chua của mình nè, quá trời trái không các bạn, loại cái trái cà chua bự á nha, bây giờ chưa ăn được đâu. Đó, trong nhà mình hái hết luôn cho rồi. Nhiều lắm rồi, nó đi thấy trời ngon quá. Giờ tới mấy trái xanh cao mình phải hả? Cây này không có bự, mình mới trồng nó năm thứ hai à, không có bự lắm, nhưng mà nó cũng có trái nhiều lắm. Nãy giờ bớt chút xíu rồi như đó chắc bớt hết luôn quá. Mình nó trốn mình hai cái đây nè.
Còn gai hả? Nó còn gai là nó còn rô nữa. Đây là giống cà tím của người Nhật nên nó nhỏ nhỏ nè các bạn ơi. Thấy vậy tưởng ngon ngon chứ thật ra là ăn được rồi. Cái cây này hồi năm rồi mình trồng rồi, cái mùa đông cái mình cắt cái xuống, cái mùa xuân nó mọc lại, bây giờ nó ra trái lại nè các bạn. Thấy đã quá ha, thấy mê ghê ha. Có được 4 trái. Cay lắm nè các bạn. Nó chín hay chứ. Thật ra ăn cái ớt xanh nó là đặc cay lắm rồi, không cần phải bẻ ớt đỏ ăn đâu các bạn ơi. Ớt đỏ là đó, mình thấy mấy trái ớt đỏ ở đây nè. Mình thấy ớt đỏ nó cay lắm. Đó, nhưng mà mình cũng hái mấy trái ớt đỏ đi. Thu hoạch ở ngoài vườn các bạn ơi. Đợt đầu tiên nè, hai trái dưa chuột tàu nè, cà tím cũng vậy nè. Còn cái cây nectarine đó là năm nay mình mới trồng thôi đó, mình trồng là năm rồi, sang năm nay hai nó cũng được nhiều trái đó các bạn ha. Giòn giòn ăn thế cốc nha, rất là ngon. Này ớt này thì thôi quá ngon luôn, không còn gì để nói nữa, vừa rất cay mà vừa rất thơm. Mê cái ớt này lắm các bạn ơi. Yummy, yummy. Mình mới hái nectarine ở ngoài sau vườn nè. Mình vô cái mình thấy nó còn giòn giòn, hay mình cắt mình ăn mắm đường, ăn giống như cóc, thai cóc ở bên Việt Nam ha các bạn ha. Trời ơi, ngon chưa. Ớt này cũng ở ngoài sau vườn trồng luôn nè, rất là cay nha các bạn. Wow, yummy, yummy. Để mình nhai cho các bạn coi cho nó giòn không nha. Giòn lắm các bạn thấy không? Wow. Nghe cục 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 cục. Video của mình tới đây xin tạm dừng. Mình xin mến chúc các bạn và các cô chú được một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Cảm ơn các bạn đã theo cái video này. Thank you for watching. See you next time. Goodbye now.